Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay thì kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu tinh thể thạch anh trắng ở dạng hoa đá. Đây, các bông hoa đá của tinh thể đây. Dòng thạch anh trắng, chất đá nguyên bản, nguyên zin tự nhiên. Đây là nền đá gốc quý vị nhé. Quay cái phần đế quý vị xem này. Phần đế nó cũng có các tinh thể nó bám này. Cái bên này mình để này đẹp hơn, hoặc là mình để này cũng được. Bị đổi sang dáng này để cũng được. Dáng này chuyển sang dáng này cũng được. Mặt này nó ít tinh thể hơn. Quay từ trên xuống quý vị cùng xem nhé. Bề ngang này nó là 16 cm. Chiều cao từ trên này xuống dưới này nó là 12 cm. Và khối lượng của đá nặng là 2,2 kg. Và hiện cái mẫu này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 450.000 đồng. Quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho sản phẩm. Quý vị nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp theo số 0354 099 099. Chỉ việc để lại địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý vị. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi cái phí ship. Hàng ngày kênh của tôi luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy up lên để phục vụ các quý vị. Vì thế nếu ai chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.